Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 26 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Sáng nay 26 tháng 8, tại hội trường tỉnh ủy Lâm Đồng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự đại hội về phía Trung ương Đoàn có đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Về phía tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các đồng chí nguyên là Bí thư tỉnh đoàn Lâm Đồng các khóa, đại biểu các tỉnh đoàn, thành đoàn khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và 210 đại biểu là đoàn viên thanh niên ưu tú, đại diện cho 250.000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh đã về dự đại hội. Nhiệm kỳ 2012-2017, Ban chấp hành tỉnh đoàn Lâm Đồng đã tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Các phong trào thi đua do đoàn triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả nổi bật, tạo động lực thúc đẩy từng lớp thanh niên nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện, tham gia giải quyết các vấn đề của xã hội, góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền giáo dục có bước đổi mới về nội dung, hình thức, góp phần quan trọng vào việc định hướng lý tưởng, xây dựng niềm tin, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tuổi trẻ. Triển khai cho đoàn viên thanh niên đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên làm theo lời Bác, đăng ký phấn đấu rèn luyện, thực hiện chuẩn mực đạo đức, theo tấm gương của Bác. Tuyên dương, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, ở các cấp gắn với chương trình, thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Lâm Đồng. Qua đó, đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà, tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trong học tập và làm theo lời Bác. Tính đến nay, toàn tỉnh có 145 tập thể và 205 cá nhân thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, với 280 công trình, phần việc thanh niên được tuyên dương. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã thực hiện được 445 công trình đề tài nghiên cứu khoa học, sản phẩm sáng tạo, và đã được tuyên dương 178 công trình đề tài với giá trị làm lợi 15 tỷ đồng. Để cổ vũ và hiện thực hóa những dự án khởi nghiệp, đặc biệt phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai có hiệu quả chương trình vốn vay ủy thác cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết nghề nghiệp việc làm, nâng cao chất lượng các tổ tiết kiệm và vay vốn. Nâng số dư nợ hiện nay lên 330 tỷ đồng cho trên 12.085 hộ vay vốn. Hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được triển khai mạnh mẽ với hình thức phong phú, đa dạng, với việc triển khai hiệu quả 142 km đường điện thắp sáng đường quê, trồng trên 50.000 cây xanh, hiến tặng trên 34.000 đơn vị máu, tổ chức 89 đợt thăm, khám và phát thuốc miễn phí cho 40.000 người, tặng 30.000 phần quà cho người nghèo, tu sửa 117 nhà nhân ái, hỗ trợ 52.000 suất ăn và 5.110 chỗ ở miễn phí, và hơn 50.000 sổ cẩm nang tiếp sức mùa thi, v.v. Công tác xây dựng đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị luôn được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã kết nạp được 71.527 đoàn viên mới, giới thiệu 15.042 đoàn viên ưu tú và đã có 3.353 đoàn viên ưu tú được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thiếu nhi được định hướng qua việc thực hiện các phong trào như Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng duy trì tổ chức chương trình Hoa Cúc Trắng định kỳ một tháng một số với 60 em được hỗ trợ trị giá trên 6 tỷ đồng. Các cơ sở đoàn đã nhận đỡ đầu 3.015 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và chúc mừng những thành tích mà tuổi trẻ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Khẳng định trong quá trình phát triển của tỉnh có sự đóng góp tích cực của thế hệ trẻ tỉnh nhà. Đồng thời, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh đến các cơ chế chính sách đảm bảo quyền, lợi ích, nhu cầu chính đáng của thanh niên, tạo điều kiện tốt nhất để giúp thanh niên học tập, việc làm, khởi nghiệp,
tạo môi trường thuận lợi để thanh niên có cơ hội đóng góp sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết sáng tạo cho sự phát triển của địa phương và đất nước. Ngoài những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu lên một số tồn tại hạn chế trong công tác đoàn hiện nay. Và để tổ chức đoàn trở thành chỗ dựa tin cậy cho đoàn viên thanh niên và phát huy sức trẻ, tiên phong trên các lĩnh vực của cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. Tôi đề nghị tại đại hội này, đại biểu cần phải thảo luận tìm ra nguyên nhân để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới để phong trào của thanh niên đạt được kết quả toàn diện hơn. Thứ nhất, thế hệ trẻ tỉnh nhà cần phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những lời dạy, những lời căn dặn ân cần của Bác, xây dựng chương trình hành động, việc làm cụ thể để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Cần phải nghiên cứu và quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn của tuổi trẻ, sống giản dị, có tình thương yêu đồng chí, đồng đội, với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình, không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, tu dưỡng đạo đức cách mạng để thực hiện tốt trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thứ hai, tổ chức đoàn từ tỉnh đến cơ sở cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả để mỗi đoàn viên thanh niên hiểu rõ chủ trương đường lối của Đảng, chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thứ ba, trong hoạt động phong trào, cần phải bám sát các nghị quyết của tỉnh ủy và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng chương trình kế hoạch hành động với nội dung thiết thực và hiệu quả. Trong tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cần nắm chắc chủ trương của tỉnh về tái cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là cái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng ngành nông nghiệp phát triển một cách bền vững, toàn diện, hướng đến một nền nông nghiệp hiện đại. Cũng dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đã trao tặng đại hội bức trướng với nội dung Tuổi trẻ Lâm Đồng tiên phong, sáng tạo, cống hiến xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đã biểu dương những thành tích nổi bật của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, mong muốn các cấp bộ đoàn tỉnh Lâm Đồng cần đổi mới phương thức giáo dục nhằm nâng cao chất lượng trong đoàn viên thanh thiếu niên, thường xuyên củng cố và xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, để mỗi chi đoàn thực sự là môi trường để đoàn viên sinh hoạt và rèn luyện phấn đấu, để xứng đáng là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng. Bên cạnh đó, đồng chí cũng mong muốn với những tiềm năng thế mạnh sẵn có, Tuổi trẻ Lâm Đồng sẽ luôn tiên phong trong phong trào khởi nghiệp tại địa phương. Trong nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo của người trẻ, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, khơi gợi, khuyến khích thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp và tạo điều kiện, cơ hội chăm lo đến thanh niên yếu thế, thanh niên thất nghiệp, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Muốn vậy, các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần tập trung triển khai có hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên như đã xác định trong báo cáo chính trị trình tại đại hội. Trong triển khai các phong trào, cần tập trung khắc phục các biểu hiện dàn trải, hình thức, thiếu hấp dẫn, thiếu kiên trì trong triển khai. Phong trào phải thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Kết quả phải có tính bền vững. Các chương trình phải hướng đến hỗ trợ, chăm lo những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, thiết thân của thanh niên trong học tập, việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, trong vui chơi, giải trí. Bên cạnh đó, cần phối hợp tốt với các lực lượng xã hội, khai thác nguồn lực để phát triển thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên, tham mưu với lãnh đạo tỉnh các đề án cụ thể để giúp thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, đồng thời tìm kiếm, bồi dưỡng, sử dụng và phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực, xây dựng các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi dựng doanh nghiệp, lập nghiệp, phát huy sức mạnh của hệ thống để quan tâm đến thanh niên ở các khu vực, vùng miền, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số.
thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, nơi có điều kiện khó khăn, tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học, đào tạo nghề, hỗ trợ và vay vốn để giúp thanh niên phát triển kinh tế. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, chúng ta cũng đã biết năm 2016, Chính phủ đã lấy chủ đề là năm quốc gia khởi nghiệp. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đang ban hành chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016-2022. Với tinh thần tuổi trẻ Lâm Đồng đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo, cống hiến xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, tỉnh đoàn Lâm Đồng tiếp tục đề ra những nhiệm vụ mới với những mục tiêu giải pháp thực hiện cụ thể. Trong đó tập trung xây dựng lớp thanh niên nhiệt huyết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, sống có văn hóa, nghĩa tình, trách nhiệm, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, phát huy tiềm năng và tạo môi trường lành mạnh cho thanh niên xung kích, sáng tạo, cống hiến, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng giàu đẹp, văn minh. Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành tỉnh đoàn Lâm Đồng khóa 10, nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 45 đồng chí. Bầu Ban thường vụ tỉnh đoàn Lâm Đồng khóa 10, gồm 14 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Trúc Quỳnh được đại hội tín nhiệm bầu tái đắc cử chức danh Bí thư tỉnh đoàn Lâm Đồng khóa 10, nhiệm kỳ 2017-2022. Các đồng chí Phan Đức Thái, Hồ Ngọc Phong Hải tái đắc cử Phó Bí thư tỉnh đoàn Lâm Đồng khóa 10. Đồng chí Trần Thị Trúc Quỳnh thay mặt Ban chấp hành nhiệm kỳ mới nhận nhiệm vụ trước đại hội. Được đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành tỉnh đoàn khóa 10, chúng tôi xin hứa đem hết khả năng, trí tuệ, đoàn kết một lòng để lãnh chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022. Ban chấp hành tỉnh đoàn khóa 10 kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền, các sở ban ngành, đoàn thể, sự cộng tác hỗ trợ của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong tỉnh, góp phần đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng ngày một phát triển. Xin cảm ơn sự tín nhiệm của đại hội. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đặt nhiều kỳ vọng. Qua cái buổi mà sinh hoạt và đối thoại lẫn lấy ý kiến để mà sửa đổi thì thấy cái tính cầu thị của Ban chấp hành mới rất là cao. Về cá nhân tôi thì tôi cảm thấy là tôi rất là tin tưởng vào đội ngũ mà sắp tới sẽ là những người mà lãnh đạo cái đường lối của thanh niên của tỉnh Lâm Đồng để những cái quyết sách và sau đó về hướng dẫn lại cho thanh niên cộng đồng để phát triển tốt hơn trong cái sự nghiệp là lập thân, lập nghiệp. Nói riêng về các cụm trường đại học cao đẳng, tôi hy vọng rằng Ban chấp hành mới nhiệm sẽ có nhiều cái phong trào mang tính về nguồn, tuy nhiên thì nó sẽ có cái hơi hướng hiện đại và thu hút các bạn là đoàn viên thanh niên tham gia nhiều hơn nữa. Tôi luôn tin tưởng rằng các cán bộ, các đồng chí trong Ban chấp hành sẽ có những quyết sách, chính sách phù hợp hơn với đoàn viên thanh niên trong tỉnh Lâm Đồng nói chung cũng như là đoàn viên thanh niên của đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Ta có thể đi sâu sát hơn vào thực tế, sẽ đến những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào kinh tế còn khó khăn để giúp đỡ bà con phát triển kinh tế cũng như là xóa đói giảm nghèo. Bởi vì bản thân tôi nghĩ nếu phát triển được nền kinh tế của một địa phương, những các vùng sâu, vùng xa thì đó cũng là góp phần không nhỏ vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Đại hội cũng đã bầu 12 đại biểu chính thức dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11. Nhằm biểu dương, ghi nhận thành tích của các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà trong những năm qua, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã quyết định trao tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ, phần thưởng cao quý nhất của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho 29 đồng chí cán bộ, đoàn viên của tỉnh Lâm Đồng. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho tập thể và 7 cá nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen cho 9 tập thể và 10 cá nhân. Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào đoàn và thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng trong nhiệm kỳ qua. Nhân sự kiện chính trị quan trọng này của tuổi trẻ tỉnh nhà, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết Lâm Đồng hỗ trợ xây dựng 2 nhà nhân ái với giá trị 30 triệu đồng một căn và 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất 1 triệu đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín Sacombank chi nhánh Lâm Đồng tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất 1 triệu đồng.
quý vị, chiều nay ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục Y tế đã đến thăm các nạn nhân trong vụ sập trường tại trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Đống Đa. Vào khoảng 17 giờ chiều nay 26 tháng 8, các học sinh của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đống Đa sau khi họp lớp và trực nhật chuẩn bị ra về, thì gần 20 mét vuông sàn nhà của phòng học lớp 6A4 nằm ở tầng 2 bất ngờ sập xuống, khiến 10 em bị chấn thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đa số các em bị đa chấn thương, chủ yếu ở phần chân, và có 3 em bị chấn thương phần đầu, tuy nhiên đều tỉnh táo. Ngay sau khi nhận được tin báo, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục, Y tế đã đến thăm các nạn nhân. Tại đây, bên cạnh sự thăm hỏi động viên các em, đoàn đã hỗ trợ mỗi học sinh 5 triệu đồng và hỗ trợ tiền điều trị cho các em. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt mong muốn đội ngũ y bác sĩ trực tại bệnh viện theo dõi chặt chẽ tình hình của các nạn nhân, tích cực điều trị để các em mau chóng bình phục và tiếp tục công việc học tập của mình. Được biết, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đống Đa này đã được xây dựng cách đây 60 năm, hiện đang xuống cấp rất nghiêm trọng. Nhà trường đã nhiều lần báo cáo lãnh đạo thành phố, phòng giáo dục về tình trạng xuống cấp và đề nghị cần có phương án sửa chữa. Nhưng chưa kịp sửa chữa thì xảy ra sự cố trên. Chiều hôm qua, sau 2 ngày tranh tài, chung kết hội thi cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng đã bế mạc. Tham dự có ông Trần Văn Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan và gần 100 thí sinh của 16 đội đến từ 4 khối thi đua các sở ngành của tỉnh và 12 huyện, thành phố. Hội thi cải cách hành chính năm 2017 với 3 phần thi, gồm thi chào hỏi, bốc thăm và trả lời câu hỏi, tiểu phẩm xoay quanh nội dung giới thiệu chức năng nhiệm vụ từng cơ quan đơn vị, những hiểu biết về công tác cải cách hành chính hiện nay và nêu gương người tốt việc tốt, những điển hình tiêu biểu trong cải cách hành chính, phản ánh những mặt trái của xã hội, thái độ của các cán bộ công chức trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính. Dựa trên các tiêu chí về thời gian thực hiện phần thi, kiến thức và hình thức trình bày đa dạng thuyết phục, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi đến từ đơn vị công an tỉnh Lâm Đồng, 2 giải nhì thuộc về thành phố Đà Lạt và huyện Đơn Dương, các đơn vị thành phố Bảo Lộc, Sở Nội vụ, huyện Cát Tiên đồng giải 3. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 4 giải khuyến khích cho các đội tham gia hội thi. Hội thi cải cách hành chính là dịp để mỗi cán bộ công chức tỉnh Lâm Đồng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, từng bước nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính ở địa phương. Đầu tháng 8 vừa qua, nhiều người đã chứng kiến cảnh tượng Hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt tràn ngập rác. Hình ảnh này đã làm cho nhiều người dân địa phương bức xúc và xấu hổ. Nó cũng lan đi rất nhanh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực trạng này một lần nữa báo động về nạn ô nhiễm nguồn nước từ rác thải nông nghiệp đã và đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng hơn tại thành phố Đà Lạt. Một theo dòng thời sự hôm nay sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là những gì đã diễn ra. Còn đây là những gì sắp tái diễn. Đà Lạt xanh sạch đã và đang đối mặt với thực trạng ô nhiễm nguồn nước từ rác thải nông nghiệp ngày càng trầm trọng hơn. Và không ai khác, chính những người nông dân và những người dân địa phương sẽ phải lãnh hậu quả do mình gây ra. Những gì còn lại ở con suối này cho thấy một cơn lũ lớn đã từng diễn ra và đã chở đi một đường sắt khổng lồ. Còn đây là những gì sẽ tiếp diễn.
tất cả các loại rác, phế phẩm nông nghiệp đã được tuôn xuống suối một cách rất bình thường. Chỉ riêng một hồ sản xuất đã có ít nhất vài tà rác được để sẵn bên bờ suối. Tất nhiên việc gì cũng không thể đánh đồng. Có người chẳng ngại gì nói thẳng, nhưng cũng không ít người sợ va chạm, mít lòng. Bức xúc còn đó, nhìn môi trường bị bức tử, song xem ra giải pháp xử lý rác thải cũng đang làm cho chính những người nông dân lúng túng. Cơ bản là tốn thời gian, người ta muốn làm cho nó nhanh, tiện. Sẵn suối thì người ta đổ ra suối, đó, chỉ dập suối nhiều lắm. Toàn gấp bông, rác thải bông không à. Họ thấy rõ lắm chứ, nhưng mà họ không có làm, họ không xử lý được đâu. Đa phần người dân ở đây họ còn, nói chung ngại về cái việc xử lý. Họ cũng sợ tốn cát. Những hình ảnh nông dân chờ mưa để những phế phẩm này xuống suối chưa được ghi lại, cũng không ai nhận mình đã làm như thế. Song đã có nhiều người thừa nhận sau ống kính là thực trạng này rất phổ biến. Và đây là những gì diễn ra sau một cơn mưa. Phát triển kinh tế là nhu cầu chính đáng của nông dân. Song ý thức về môi trường thì không phải ai cũng có. Ở địa phương này là cái này người ta cũng đề cập nhiều lắm. Cho nên những đa số người nông dân của mình đấy, người ta họ cũng không ý thức bao nhiêu. Cho nên khi mà làm xong là người ta cái phế phẩm của cái bảo vệ thực vật người ta đem thải một số ấy. Ít con người mà họ trốn bị đốt lắm. Cho nên tôi thấy cái này là cũng nên vận động để cho bà con ở đấy người ta ý thức được cái chuyện này. Sau khi thu hoạch hoa sẽ có cái tự xử lý cái rác thải để bằng các hình thức như là vừa chôn lấp, vừa chủ yếu là đốt tại chỗ. Đó là bên cạnh đó, tuy nhiên cũng có một số trường hợp cũng chưa xử lý triệt để cái rác thải này, cũng còn vớt bừa bãi dọc mương suối, nó gây ảnh hưởng ô nhiễm tới nguồn nước của đầu nguồn thành của hồ Thăng Thở và các cái hồ láng khác. Và trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ quyết tâm triển khai thực hiện cái đề án của thành phố là nâng cao ý thức cộng đồng và xây dựng thí điểm mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, và đã triển khai bước đầu thì được nhân dân hưởng rất tốt, và cũng mong rằng với sự ra quân chỉ đạo quyết liệt của thành phố và của cấp ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế tới mức thấp nhất dẫn đến tình trạng mà đổ rác thải xuống suối để gây ô nhiễm môi trường. Có thể nói chưa bao giờ nạn rác thải nông nghiệp gây ô nhiễm nguồn nước và tấn công các hồ chứa nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp lại nghiêm trọng như hiện nay. Hồ Chiến Thắng là một trong những hồ nước cung cấp nước tưới cho các phường 8, phường 12 và nước sinh hoạt cho khu vực Thái Phiên, Trại Mát. Từ một hồ nước có môi trường sạch, nay cũng bắt đầu có dấu hiệu của sự ô nhiễm. Khoảng 10 năm trước, hồ Chiến Thắng là một hồ chứa nước có môi trường rất trong lành. Tuy nhiên hiện nay thì đã có nhà lồng, nhà lưới xuất hiện xung quanh. Cùng với nó là sự ô nhiễm của nguồn nước bắt đầu xuất hiện. Không thể phủ nhận rằng là trong thời gian qua thì nông nghiệp công nghệ cao mang lại giá trị kinh tế rất lớn cho người dân. Nhưng nếu chúng ta không có cái nhìn nghiêm túc về việc xử lý rác thải từ nông nghiệp, thì sự ô nhiễm nguồn nước ngày càng cao sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe cũng như môi trường. Và hậu quả đó thì chính chúng ta phải gánh chịu. Người đàn ông này đã có hơn 30 năm làm việc tại nhà máy nước Đăng Kia Suối Vàng. Nhà máy nước chủ đạo và đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước cho cả thành phố Đà Lạt. Nếu không nói quá, thì hồ Đăng Kia Suối Vàng đóng vai trò sống còn trong đời sống của người dân toàn thành phố. Nhưng những gì đang diễn ra đã làm cho ông Huỳnh Văn Dũng, giám đốc nhà máy nước Đăng Kia Suối Vàng phải thốt lên. Tôi chưa bao giờ thấy hồ bị biến đổi kinh khủng đến như vậy. Nếu tình hình mà nguồn nước như hiện nay với mực nước ở đây thì bên nhà máy nước chúng tôi sẽ có đảm bảo về nguồn nước để xử lý nước cấp cho thành phố. Nhưng về hiện tại mùa khô thì tất cả các rác nông nghiệp, nhất là rác thải nông nghiệp, phân bọ này, thuốc trừ sâu này, hầu như là trôi về lòng hồ hết. Nên về cái đó về chúng tôi rất khó xử lý.
và nguy cơ nó ảnh hưởng tới về lâu về dài nữa. Lâm hồ cách đây 30 năm thì tôi đã làm này, với lâm hồ thì nó rất rộng và rất thoáng lên tới cái huyện Xà Lách của Lạc Dương luôn. Nhưng tới hôm nay thì cái lâm hồ này hầu như nó chiếm gần hết, chỉ còn khoảng dung tích khoảng 11 triệu mét khối nước so với 25 triệu mét khối nước hồi trước. Thì nguy cơ với tình hình hôm nay và sự bồi lắng thì khoảng 50 năm nữa thì nguy cơ của hồ này sẽ không còn nước để đổ cho nhân dân thành phố. Rác và rác tràn ngập sau những cơn mưa, cùng với nỗi băn khoăn từ những người vốn yêu sự trong lành của thành phố Ngàn Thông. Thực tế đang diễn ra rất bức xúc, song quả bóng trách nhiệm được truyền qua truyền lại không có hồi kết và vẫn không có biện pháp quyết liệt nào ngoài việc tuyên truyền vận động người dân xử lý rác một cách có trách nhiệm với môi trường. Và khi người dân không chấp hành thì không có biện pháp chế tài nào đủ mạnh để xử lý tình trạng rác thải nông nghiệp tràn ngập các hồ chứa ở Đà Lạt sau mưa. Bao giờ mới có câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề trên? Một lần nữa, chúng tôi lại trễ hẹn với quý vị và các bạn khi không được các ngành liên quan hợp tác tích cực. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.